Chiều ngày 30 tháng 7, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Liêu Châu, sinh năm 1995, trú tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Đối tượng đã châm lửa đốt trạm xăng dầu Petrolimex số 2, khu vực Mã Vòng, phường Phương Nhài, thành phố Nha Trang để tiếp tục điều tra. Theo thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày, Châu điều khiển xe máy đến trạm xăng Petrolimex số 2 để mua xăng rồi đem về sang chiết sang chai thủy tinh. Sau đó, Châu điều khiển xe máy mang theo chai xăng rồi châm lửa ném vào một căn nhà trên đường Lý Tự Trọng, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Chưa dừng lại, Châu tiếp tục điều khiển xe máy chở theo căn xăng đến trạm xăng Petrolimex số 2, đổ ra sàn rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng phát khiến nhiều người đang đổ xăng hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Tại cơ quan công an, Châu khai nhận bản thân nghiện ma túy nặng. Để thỏa mãn cơn nghiện, cùng ngày, Châu đã đến khu vực phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang để mua ma túy và sử dụng rồi thực hiện các vụ việc trên. Qua test nhanh, kết quả cho thấy đối tượng Châu dương tính với ma túy.